bật điện lên thôi tay đây. Nút này lên đinh làm chậm. Ủa, trời sáng rồi. Khi ở này ăn chậm lắm, toàn ngậm thôi. Bà ơi, bánh trái con nói. Trái, nói. Mẹ ơi, bánh trái tin nó to đúng không? Ừ. Còn ăn bún tin nó bè đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Nào đừng cho con là bé. Bọn trẻ con là bé nào. Con. Thế con là bọn trẻ con hay con là người lớn à? Bọn trẻ con. Con là em bé. No way. Con là em lớn. No way. Tao là em. Tao là em. Tao là em Lâm. Em 5 tuổi. Tao là cậu rời. Chào các con, mời anh thằng Nga, mời mẹ ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, mời cốp ăn cơm, mời Linh ăn bún. Thích xem nữa nhỉ. Thôi tập trung vào đây. Ăn đây này. Một tháp gì? Nào cho ma ra tắt đi. Tivi. Cho ma ra tắt tivi đi. Tắt lại dừng lại thôi. Người em bé là tắt tivi là nhưng mà tao tuổi là con không nhìn nữa mà. Không phải nhìn tivi. Tivi để nghe em bé nghe. Nhỉ? Đúng rồi. Con không xem, cho em bé xem đã. Lỡ ơi chị. Lỡ ơi chị. Một chút chút, phải ăn một chút chút mới lớn được. Chứ không thì không lớn được. Thằng Cốp ăn mới ăn nhiều thịt này. Thằng Cốp ơi. Cốp bỏ tắt tivi mà. Em bảo tắt tivi mà. Tắt tivi không cho em bé nghe. Cho em bé nghe.